Nhận định bóng đá Aston Villa với Everton. 0 giờ ngày 14 tháng 5, Everton sẽ có chuyến làm khách trên sân của Aston Villa tại trận đấu bù vòng 19 EPL. Mục tiêu 3 điểm là điều mà thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang hướng tới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Everton đang có được phong độ thi đấu khá ổn định trong thời gian gần đây khi mà đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã giành được 2 chiến thắng sau 3 trận đấu gần nhất, với việc chỉ giành được 8 điểm sau 5 vòng đấu. Hiện tại, Everton đang có được 55 điểm sau 34 trận đã đấu, mặc dù phải thi đấu trên sân khách trong trận đấu này. Tuy nhiên, thầy trò Carlo Ancelotti vẫn có được sự tự tin, khi mà Everton đang chơi khá ổn định trên sân khách với 2 chiến thắng sau 2 trận đấu trên sân khách gần nhất. Thêm vào đó, trong 5 lần gần nhất đến làm khách trên sân của Aston Villa, Everton đã giành được 3 chiến thắng. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith đang thi đấu không thực sự ổn định trong thời gian gần đây khi mà Aston Villa chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Với phong độ trên sân nhà không tốt gần đây, lần tiếp đón các vị khách Everton tới đây sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò Dean Smith. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đang có tỷ lệ nổ xỉu cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 2.5, có 2 trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã nổ xỉu. Thêm vào đó, 3 trong 5 trận đấu gần nhất của Everton đã nổ xỉu. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ xỉu là khá cao. Soi kèo hiệp 1, phải thi đấu trên sân khách trong trận đấu này nhưng với sự quyết tâm chiến thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia soi kèo nhà cái bóng đá dự đoán khả năng Everton sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp 1.